Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu phần mềm tính gia cường của bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật. Bạn khởi động chương trình bằng cách double click vào icon VN Red Column Retrofit. Đây là một chương trình tính toán đơn giản, bao gồm các trang tính sau đây. Trang đầu tiên trang Zero trang bạn đang xem, giúp các thông tin về dự án và sẽ điều chỉnh cho phù hợp. Các trang tính toán bao gồm trang Red Red và Isen Red. Trang Red Red để tính gia cường cột chữ nhật đúng tâm, và gọi bài toán cột chữ nhật đối xứng. Trang tính tiếp theo, trang Isenred để gia cường cột chữ nhật không trùng tâm, thì còn gọi là cột chữ nhật bất đối xứng như hình vẽ. Các trang khác bao gồm trang VN Table và chứa các bảng tra số liệu về bê tông cốt thép được trích xuất từ trường Việt Nam hiện hành, và trang sau cùng trang About chứa các tài liệu tham khảo và các phiên bản của phần mềm. Để bắt đầu chương trình, bằng vào trang General và nhập các thông số dự án liên quan. Ví dụ ở đây tôi đặt tên dự án là khách sạn. Chủ đầu tư công ty du lịch. Hạng mục sửa chữa cột. Tên thiết kế mà đặt tên bạn. Kiểm tra tên trưởng phòng. Mã công việc và số điều chỉnh mà đặt theo yêu cầu quy định chung cơ quan của bạn. Ngày thiết kế mà đặt vào ngày hôm làm. Ví dụ như ngày hôm nay. Trước tiên chúng ta vào trang tính đơn giản là trang Red Red để tính cột chữ nhật được gia cường đúng tâm. Và sẽ nhập các số liệu ô màu đỏ và ô màu hồng cho cả hai phần tiết kiệm cột cũ và tiết kiệm phần cột gia cường. Đối với cột cũ, bạn sẽ nhập các số liệu về bê tông cốt thép theo công trình hiện hữu được kiểm tra theo thực tế công trường. Đây, ví dụ như đập sẵn số bê tông như B15, cốt thép A2, thép đai, v.v. Và phần cột gia cường, tôi đã nhập sẵn B15 và có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu thi công của cơ quan hay của thực tế. Và cốt thép, cho thép chính, thép đai. Bạn lưu ý trong trường hợp bê tông thực tế có thể giảm cường độ so với số khảo sát thì bạn có thể điều chỉnh bằng cách giảm hệ số điều kiện làm việc. Dù mặc định hệ số điều kiện làm việc của bê tông 1, bạn có thể điều chỉnh nhỏ hơn để nhằm giảm thiểu khả năng chịu lực của bê tông trong điều kiện thực tế. Như tương tự phần cột gia cường, bạn có thể thay đổi hệ số điều kiện làm việc mặc định bằng 1, bạn có thể giảm đi 0.95 do điều kiện thi công bê tông có thể là khó khăn, do độ bê tông thành mỏng, vân vân. Đây có thể nhập 0.9. Tiếp theo bạn nhập các số liệu chi cục cũ. Đây tôi ví dụ nhập chi cục cũ cạnh ngang là 210, cạnh đứng là 320. Và thế hình vẽ sẽ cập nhật theo. Thép đai, thép tiết kiệm số thép chính thì có thể thay đổi. Ví dụ thay đổi phim 16, phim 14. Số thanh thay đổi 4 thanh thì bạn thấy hình vẽ chấm thép sẽ cập nhật theo. Tương tự cho nhập số liệu cốt thép bên cạnh Y. Tương tự nhập cốt thép cho tiết diện cột mới. Trước tiên nhập tiết diện, giả sử cạnh là bộ K là X là 400 và cạnh đứng Y là 500. Và thấy hình vẽ sẽ cập nhật theo. Đối với lớp bê tông bảo vệ bằng không, điều này đồng nghĩa là trong thực tế bạn yêu cầu là lớp bê tông bảo vệ này sẽ được bỏ đi của cục cũ để cho đến khi lộ ra cốt thép của cục cũ. Điều này nhằm bảo đảm cho lực dính bám giữa cục cũ và cục mới liên kết chắc chắn. Bạn có thay đổi số cốt thép tương tự. Ví dụ ở đây cốt thép là 4 thanh. Đây là 2 thanh. Và các chấm thép sẽ cập nhật theo. Ví dụ ta còn thay đổi phim 14.
Tiếp theo, tôi nhập số liệu về nội lực cho 4 trường hợp tính khác nhau, nguy hiểm, bất lợi. Đó là trường hợp khi lực dọc lớn nhất, khi moment M2 lớn nhất, khi moment M3 lớn nhất và khi trị tuyệt đối của M2 và M3 lớn nhất. Bạn có thể lưu ý là M2 tương ứng với MI và M3 tương ứng với MX. Nhập xong số liệu nội lực, bạn nhấn vào nút lệnh Calculation để tính toán. Kiểm tra kết quả, thấy trường hợp kiểu nén uốn đơn trục thì khả năng chịu lực lớn nhất chỉ là 32% cho M2 và khả năng chịu lực lớn nhất M3 là chỉ là 56%. Kiểm tra chịu nén uốn xuyên, trường hợp chịu lực bất lợi nhất lên tới 88%. Như vậy kết luận này là cột đủ khả năng chịu lực. Kiểm tra biểu đồ NM, ta thấy là các điểm chịu lực NM nằm trong đường cong NM, khả năng chịu lực của cột. Như vậy là ta đã tính xong cột chữ nhật đối xứng. Bài toán tiếp theo phức tạp hơn là cột chữ nhật bất đối xứng. Bạn vào trang Eccentric. Hình vẽ cho thấy đây là mô hình tiết diện cột được gia cường bất đối xứng, tức hay là gọi là không đúng tâm. Bạn cũng nhập các số liệu về bê tông tương tự và bạn có thể thay đổi hệ số điều kiện làm việc tương tự. Bạn có thể thay đổi chiều chọn cốt thép, vân vân. Nhập tiết diện cục cũ, đây tương tự thì nhập là 260, tiết diện cạnh đứng cục cũ 310. Và tiết diện cục mới là 400, cạnh đứng 500. Xem thông báo tiết diện cục thi công, thấy cạnh trái có thể thi công, cạnh trái phần bê tông khá dày dễ dàng đổ bê tông, cạnh phải không thể thi công, chứng tỏ là tiết diện cục cũ nằm bên ngoài, tiết diện cục mới là không phù hợp. Cạnh dưới có thể thi công, cạnh dưới, đây là cạnh trên, đủ khoảng hở để bạn đổ bê tông. Như vậy ta cần phải kiểm tra là độ lệch tâm, ta thấy độ lệch tâm 95 làm cho cột lệch ra ngoài, cho điều chỉnh còn 70. Như vậy là cột cũ hoàn toàn nằm bên trong cột mới và cột có thể thi công. Trong trường hợp này thấy cái chấm thép này hiện giờ đang nằm bên ngoài không đúng, có thể điều chỉnh vị trí thép, sử dụng đôi thanh, số thanh là 2 thanh. Ta thấy hai chấm thép này nằm bên trong cột cũ không thể thi công, ta còn phải điều chỉnh hai chấm thép này nằm lọt ra ngoài phần tiết diện cột cũ. Nhìn tọa độ chấm thép, ta thấy chấm này có tọa độ 162 và 71, tương tự chấm thép này có tọa độ là x162y-71, ta sẽ điều chỉnh hai chấm thép này nằm ra ngoài. Để điều chỉnh, bạn nhắm vào nút tọa độ chấm thép, chọn chế độ tùy chỉnh. Chương trình sẽ điều chỉnh chuột cho thiết bị vị trí điều chỉnh cho cột mới và sẽ điều chỉnh hai chấm thép. Ta đã vừa nhắc trên, đây là điều chỉnh trở thành -162, này là 0 thì cái này là 71, và tương tự này ta điều chỉnh là -90 và chấm thép này 162 thì ta có điều chỉnh thành là -150. Xem lại hình vẽ, ta thấy rõ ràng các chấm thép này được nằm ra ngoài tiết diện của cục cũ và chúng ta có thể thi công được. Như vậy là sơ đồ tiết diện cột là thích hợp, cột có thể thi công. Nhấn vào nút lệnh, cái tương tự như vậy, trước khi nhấn vào nút lệnh mà cần nhập số liệu về tải trọng mà tôi đã nhập sẵn cho 4 trường hợp khác nhau: Nmax, M2max, M3max và trị tuyệt đối M2 và M3max. Tương tự như là tính cột đúng tâm, nhấn vào nút lệnh để tính toán và kiểm tra kết quả. Xem số liệu tính toán, ta thấy cả hai trường hợp kiểm tra nén uốn đơn trục, nén uốn xuyên, cột đều đảm bảo khả năng chịu lực, khả năng chịu lực đến 92%. Ta có thể thay đổi số lượng thép cho có thử có phù hợp không. Ví dụ ta đây thay đổi số thanh thép là phi 14, cạnh y là phi 14. Ta xem lại vị trí đường kính thanh thép phi 14. Vậy các thanh thép phi 14 này nằm đúng là nằm tại vị trí
của Trên Cạnh Y, phim 14. Như vậy ta đã chuyển thành thép phù hợp, nhớ lại nút lệnh tính toán, kiểm tra kết quả, ta thấy các chịu lực còn là 96%. Như vậy là ta có thể điều chỉnh cột đường kính thép mà vẫn bảo đảm cái năng chịu lực của cột. Xem biểu đồ 5M, bạn thấy đây là trường hợp đặc biệt, tiến triển cột không bất đối xứng, do đó là biểu đồ NM cho mỗi phương MX, MI đều có hai đường cong khác nhau. Và sẽ xem ghi chú hướng dẫn. Ta thấy đường cong màu hồng là khả năng chịu mô măng căng theo thớ bên trên tiết diện, và đường gạch đứt này là khả năng chịu mô măng căng theo thớ bên dưới tiết diện. Tương tự với độ NMI, đường màu xanh liên tục là khả năng chịu mô măng căng theo thớ bên phải. Thấy thớ bên phải có nhiều chấm thép hơn, thớ bên phải gồm 6 chấm thép trong khi thớ bên trái chỉ có 4 chấm thép. Như vậy rõ ràng chứng tỏ là đường căng theo thớ biên bên phải thì lớn hơn, tức là bên trên của đường mô măng căng theo thớ biên bên trái. Chương trình đã tự động lựa ra giá trị mô măng nhỏ nhất khả năng chịu lực về khả năng chịu lực để kiểm tra kết quả và cho ra nhận xét đánh giá về khả năng chịu lực dựa trên mức độ định lượng phần trăm. Nhìn hình vẽ ta có thấy rõ ràng các điểm khả năng chịu lực nằm hoàn toàn bên dưới biểu đồ NM. Như vậy là ta đã tính xong cột chữ nhật bất đối xứng. Để in ấn, bạn chỉ nên in ấn bản tính trong phạm vi không tin bản tính, đó là từ cột A tới cột O, hoặc bấm vào nút để xem. Tức là trong trường hợp này, bạn chỉ cần in hai trang trong phạm vi từ cột A tới cột O. Các phần bên ngoài là phần số liệu tài liệu tham khảo, các bước tính toán trung gian, bạn không nhất thiết phải in ra tiết kiệm giấy. Như vậy là ta tính xong hai trường hợp cho cột chữ nhật đối xứng và cột chữ nhật bất đối xứng. Thật đơn giản phải không các bạn? Chúc các bạn thành công.